Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở phân khúc sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato đây ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết Kia Cerato được phân phối ở Việt Nam thì nó có rất là nhiều phiên bản quý vị bạn nhé. Và riêng ở cái phiên bản nhập khẩu nó cũng đã chia làm rất là nhiều phiên bản rồi. Đều là sản xuất tại Hàn Quốc nhưng mà có những xe ở cái phiên bản Hàn Quốc xuất Trung Đông là cái phiên bản 2 túi khí, hoặc Hàn Quốc xuất về Việt Nam, hoặc là Hàn Quốc xuất tại thị trường của Hàn Quốc, tức là bản nội địa đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và các bạn ở cái phiên bản này là cái phiên bản xuất châu Âu quý vị bạn nhé. Phiên bản xuất châu Âu là cái phiên bản đầy đủ nhất, phiên bản cao cấp nhất. Ví dụ như là phiên bản xuất châu Âu là cái phiên bản 10 túi khí các bạn ạ, 10 túi khí và trợ lực điện các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, ở năm 2010 thì là đầu năm 2010 thì là chiếc xe Kia Cerato được trang bị là phiên bản model 2010 thôi ạ. Và cuối năm 2010 như chiếc xe này đây ạ, chiếc xe này sản xuất cuối năm 2010 là phiên bản model 2011 các bạn nhé. Nhìn ở bên ngoài thì nó khác biệt rất là nhiều các bạn nhé. Ví dụ như các bạn xem đây ạ, ở model 2011 này nó khác là gương chiếu hậu đây này, gương chiếu hậu nó nhỏ hơn. Còn nếu như ở phiên bản 2010 là phiên bản là cái gương chiếu hậu này nó to hơn. Đấy là khác về bên ngoài đấy nhá. Còn lại là phần cơ bản nữa, nó khác đặc biệt nữa là ở cái phần động cơ. Với model 2010 thì là động cơ được trang bị là động cơ 1.6 lít và hộp số 4 cấp ạ. Đấy, hộp động cơ DOHC 1.6 lít và hộp số tự động 4 cấp. Nhưng ở model 2011 như chiếc xe này đây là động cơ đã được trang bị lên hộp số 6 cấp rồi ạ. Đi êm ái hơn, mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn quý bạn nhá. Đấy, nó khác biệt model 2011 đấy. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2010 nhưng đăng ký 2011, model 2011 rồi ạ. Và phiên bản xuất châu Âu, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản được trang bị là 10 túi khí và tay lái trợ lực điện các bạn nhé. Khác với phiên bản thường là phiên bản trợ lực dầu. Đấy, và xe đã được trang bị đầy đủ các option từ nội thất ra, la răng đúc và cửa nóc, khóa thông minh, đèn nổ start tốt, điều hòa tự động. Đấy, và chiếc xe này thì chủ xe đã trang bị thêm là màn hình Android và tích hợp camera lùi. Đấy, cảnh báo áp suất lốp, rất là nhiều các option mà chủ xe đã độ thêm rồi. Nguyên bản nó đã nhiều option rồi nhưng chủ xe đã độ thêm một số cái tính năng cơ bản thích hợp cho cái thời buổi công nghệ 4.0 đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Kia Cerato 2011 phiên bản xuất châu Âu 10 túi khí này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 phiên bản xuất châu Âu 10 túi khí này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 này quý vị bạn nhé. Chiếc xe này được trang bị là cái màu đỏ đô chứ không phải màu đỏ cờ quý vị bạn nhé. Màu đỏ bóng đô đấy ạ. Màu đỏ đô hay còn gọi là màu đỏ đun, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy. Ở chiếc xe sedan thì cái màu đỏ đun này rất là đẹp, chứ còn nếu như ở chiếc xe sedan mà lại màu đỏ cờ thì không đẹp quý vị bạn nhé. Màu đỏ cờ nó chỉ phù hợp với những chiếc xe hatchback, ví dụ như chiếc xe Morning chẳng hạn, hoặc là những chiếc xe Toyota Yaris, những phiên bản nhỏ là màu đỏ cờ thì đẹp, chứ phiên bản sedan màu đỏ đun này rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được. Hôm nay thì nó lại rất là mưa cho nên là chúng tôi chưa có kịp rửa, chưa có làm gì cả, là tôi cứ đem đây tôi quay tôi giới thiệu cho quý vị bạn ạ. Đấy, nhìn về phần đầu chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, màu đỏ mà chưa kịp rửa gì cả trời thì lại mưa như này đây, rất là đẹp đấy.
rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Vì chiếc xe được sản xuất năm 2010 nhưng mà bắt đầu sử dụng từ năm 2001 ạ. Đăng ký là năm 2011, đăng ký tên tư nhân để Hà Nội và đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý bạn ạ. Đấy, gương chiếu hậu được gập điện tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy. Xi nhan trên gương này là nó rất là nhỏ, nó khác với phiên bản 2010 quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cụm đèn chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, rất là mới, rất là đẹp luôn. Nước sơn nguyên bản theo xe này cũng còn nhiều đấy quý bạn ạ, cho nên là nó mới, nó mới bóng đẹp như này đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau này thì quý vị bạn thấy đây ạ, cũng còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Từ cụm đèn hậu cũng còn rất là mới đấy ạ. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu rất là mới luôn quý bạn nhá, chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị nứt vỡ gì cả đấy. Phía bên dưới thì đã có được trang bị là cảm biến lùi quý bạn nhé. Xe đã được trang bị cảm biến lùi và camera lùi. Đây là cái camera lùi nguyên bản theo xe đây. Đấy, camera lùi nguyên bản theo xe vẫn đang hoạt động tốt quý bạn nhé. Và chủ xe đã lắp thêm màn hình camera đấy, màn hình Android và camera đây ạ. Đấy là cái camera mà chủ xe lắp thêm. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Chưa có rửa, chưa có dọn dẹp, chưa có làm gì mà nó đã đẹp như này rồi quý bạn nhé. Đấy. Dàn lốp thì cũng còn rất là dày quý bạn ạ. Đây, dàn lốp thì chủ xe đã thay rồi. Dàn lốp này là dàn lốp thứ hai rồi, chủ xe thay rồi mà rất là dày đấy quý bạn này. Đấy. La răng thì nó hơi xước sát một chút thôi. Vì những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội này thì không thể tránh được khỏi việc xước sát quý bạn nhé. Đấy, cái việc xước sát thì không thể tránh khỏi được ạ. Đấy, và chủ xe đã lắp thêm vè che mưa này và những cái ốp tay nắm cửa đây ạ. Đấy, ốp chống xước của cái tay nắm cửa. Hôm trước thì tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato mà chúng tôi cũng đang bán là màu đen. Màu đen thì hôm cái xe đó đã được chủ xe độ lại la răng rồi. Còn la răng của chiếc xe này là còn nguyên bản. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây là về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ của cánh cửa bên lái đấy ạ. Còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy, bên dưới này là chủ xe đã lắp thêm cái gioăng chống ồn rồi, cho nên là không xem được chỉ, nhưng mà chúng tôi cam kết với quý vị bạn nhé là keo chỉ còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, ốc bản lề còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Xe được trang bị nội thất da nguyên bản này. Đấy, nội thất da nguyên bản này, cửa nóc đầy đủ này. Đấy, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái, keo chỉ cũng còn nguyên, nhưng chiếc xe này là chủ xe đang dán gioăng cho nên là tôi không quay được cái keo chỉ, quý bạn thông cảm nhé. Đấy, cái táp bi cửa đây ạ, táp bi cửa cũng còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Táp bi cửa nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và nội thất da này, nội thất da nguyên bản này. Đấy, nội thất da nguyên bản theo xe còn nguyên này, trần này. Đấy, trần rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ, chưa có dọn dẹp, chưa có dọn rửa thì nó đẹp như này đấy ạ. Đấy, đây là cái phần trần quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option nhé. Đấy, đầu tiên là tôi phải bật cái điện lên cho quý bạn xem nữa nào. Đấy, chủ xe đã độ thêm màn hình Android đây này quý bạn, đây là cái màn hình mà chủ xe độ thêm nhé. Tôi sẽ nhỏ tiếng. Đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này, chiếc xe đã lăn bánh được 12 vạn km rồi. Và phiên bản này là vô lăng bọc da. Đấy, vô lăng bọc da này. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này.
Đấy, và sang số thể thao trên vô lăng. Đây quý bạn nhé, phiên bản 2011 này nó khác với phiên bản 2010 đấy ạ. Nó có sang số thể thao trên vô lăng và hộp số tự động 6 cấp. Đấy, đèn nổ start top này, khóa thông minh, đèn nổ start top này, điều hòa tự động này. Đấy, điều hòa auto. Và màn hình mà chủ xe lắp theo là màn hình Android, nhưng màn hình Android rất xịn, tích hợp cả cảnh báo áp suất lốp đây quý bạn này. Đấy, lốp nào mà thiếu hơi nó hiển thị lên đây này. Đấy, còn không thì chúng ta sẽ dùng vào những cái phần giải trí. Đấy, tất cả các tính năng ở trên cái màn hình này. Và có thêm cả camera lùi. Camera lùi nguyên bản theo xe thì nó hiển thị ở trên cái gương chiếu hậu này quý bạn này. Đấy, còn mà camera mà lắp thêm là hiển thị ở trên màn hình này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Từ những cái phần táp lô này đều rất là đẹp quý bạn này. Đấy, chủ xe đã lắp thêm cái thảm chống nóng này, thảm chống nóng này, cho nên là cái này rất là mới. Nếu như bỏ cái thảm này đi là rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Cái táp lô rất là mới, chủ xe đã phủ ngay từ đầu rồi đấy ạ. Rất là đẹp. Và cửa nóc đây quý vị bạn nhé, cửa nóc cũng auto luôn quý vị bạn ạ. Cửa nóc chỉ cần một chạm thôi, lần mở này, cửa đóng này. Đấy, cửa nóc auto một chạm. Đấy, phần nỉ này, phần nhựa này đều rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, từ những cái phần nỉ, phần nhựa này đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và phiên bản này là phiên bản đủ, có 10 túi khí quý vị bạn này. 10 túi khí, ví dụ như hàng trên này mỗi bên 3 túi này. 1 này, 2 này, đấy, 3. Đấy, mỗi bên 3 là 6. 6 với lại vô lăng là 7. Và bên này là 8. Đấy, và má ghế này là 9. Đấy, má ghế bên lái và cái má ghế bên phụ này nữa này là 10 quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản xuất châu Âu, phiên bản đủ, phiên bản 10 túi khí ở đây đấy ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất của Kia Cerato đấy ạ. Phiên bản xuất châu Âu mới được 10 túi quý vị bạn nhé. Nội thất thì rất là mới, rất đẹp. Đây là đồ đạc của tôi đấy ạ, đồ đạc áo của tôi thôi, chứ còn là chủ xe thì bỏ đồ ra rồi. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Phiên bản Kia Cerato xuất châu Âu. Đấy, có cả cảnh báo tìm xe ở trên khóa này, bản đủ nó có hết cả tìm xe này, nút tìm xe này, cốp sau này. Đấy, cốp sau là cốp điện luôn quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp điện này. Đấy, cốp điện này là keo chỉ thì cũng được chủ xe đã bọc cao su rồi, chống ồn rồi, cho nên là không thể xem được cái phần keo chỉ. Nhưng chúng tôi cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Những cái phần nỉ này còn rất là mới này, chứng tỏ là chủ xe cũng không hay để đồ trong cái cốp này nhiều, cho nên là rất là mới, rất là đẹp ạ. Và ở cái phiên bản sedan hạng C này thì là cái khoang cốp cũng rất là rộng quý bạn nhé. Đấy, khoang cốp rất là rộng này, lốp sơ cua này còn nguyên và hơi bẩn một chút quý bạn ạ. Chúng tôi mua về cái vừa mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì ngày hôm nay nó mưa cả ngày đấy ạ, giờ vẫn còn đang mưa đấy. Nhưng mà tôi cố gắng tôi đem xe đây để tôi quay, tôi giới thiệu cho quý bạn đã. Đấy, trời vẫn còn đang mưa đấy ạ. Đấy, rất là thời tiết hôm nay rất là xấu, rất là mưa, nhưng mà chưa có dọn dẹp gì được, thì tôi vẫn cứ quay tôi giới thiệu cho quý bạn đã. Đấy, đây là chiếc táp bi cửa phía sau, bên phụ quý bạn nhé. Keo chỉ là cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Táp bi rất là mới này, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chưa có bị xước sát hay chưa có sao cả. Đây, đồ nghề này là đồ nghề của tôi thôi, chứ còn cái ghế da đây lại, cái má ghế nó rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, đằng sau này cũng ít người ngồi, cho nên là cái má ghế nó rất là đẹp luôn đấy. Và cái bộ ghế da chỉ đỏ này là nguyên bản của xe nhé. Nếu những chiếc xe nào mà đã làm lại ghế rồi thì là nó nát rồi, chạy nhiều rồi, cho nên là mới phải làm lại ghế da. Nhưng ghế da này là nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, những cái trần này nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì. Nếu đánh bóng dọn dẹp đi là nó rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, những cái phần da này rất là mới, rất là đẹp ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ ra cho các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, cũng được bấm tay để mở cửa nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, ví dụ chỗ này, cái này là đang bị mất gioăng rồi này, mất cái gioăng chống ồn mà chủ xe dán thêm đây này. Đấy, chủ xe dán thêm, như riêng cái này lại không có này. Keo là nó còn nguyên hết nha quý bạn này. Đấy, táp bi rất là đẹp, rất là mới này. Đấy, táp lô đây ạ. Đấy, phủ táp lô này chứ bỏ cái này ra là mới tinh hết ở bên trong luôn quý bạn ạ. Chủ xe rất là cẩn thận giữ gìn, cho nên là cái táp lô nó mới được đẹp như này đấy ạ.
10 túi khí này, mỗi bên 3 túi khí, đằng trước 2 túi khí là 8, mỗi bên ghế này 2 túi khí nữa là 10, để phiên bản 10 túi khí. Ghế da đây ạ, còn rất là đẹp này. Nội thất rất là đẹp, rất là mới quý vị bạn ạ. Một chiếc xe Kia Cerato 2011 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, mới lăn bánh có 12 vạn km thôi quý vị bạn nhé. 12 vạn km này tuy sử dụng được 11 năm rồi, nhưng mà với có 12 vạn km mỗi một năm tính ra mới có hơn 1 vạn thôi. 12 vạn này thì bằng một chiếc xe taxi chạy trong vòng hơn 1 năm thôi quý vị bạn ạ. Đấy, một chiếc xe taxi, một chiếc xe dịch vụ chạy chỉ hơn 1 năm là nó cũng đã đạt được hơn 10 vạn rồi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái động cơ của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị bạn cùng tôi xem về cái ốc cabo đã nào. Đấy, đây là cái phần ốc cabo quý bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên bản này, và keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết, nhưng chủ xe đã bọc cái dán cái ni lông và dán cái cao su, gioăng cao su này vào rồi, cho nên là không nhìn được rõ cái keo chỉ, nhưng chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, định tán này còn nguyên này, ốc chân cabo còn nguyên này. Đấy, ốc chân cabo còn nguyên hết đấy. Ốc tai cũng còn nguyên hết luôn quý bạn này. Đấy, ốc tai xe còn nguyên hết đấy. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy là về cái phần đâm đụng hay là va chạm gì cả. Còn về cái phần động cơ đấy ạ, Kia Cerato đã được trang bị khối động cơ DOHC đấy ạ. DOHC 1.6 lít đi kèm một số tự động 6 cấp. Đấy, ở phiên bản 2011 này mới được là 6 cấp. Và quý vị các bạn thấy đấy ạ, từ ốc chân máy này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, ốc chân máy còn nguyên hết đấy ạ, chưa có tháo ra. Ốc mặt máy cũng còn nguyên ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước, chưa có phải làm lại máy ạ. Máy móc này chúng tôi cũng cam kết là còn zin nguyên đấy ạ. Đấy, mặc dù là chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì cả, nhưng mà như thế này là so với những chiếc xe cũ là nó đẹp rồi quý bạn ạ. Đấy, so với những chiếc xe cũ như này là tương đối sạch đẹp rồi ạ. Còn nếu như dọn dẹp đi thì nó lại rất là mới. Đấy, hơi bẩn một chút. Đấy, nhưng mà so với những chiếc xe cũ như thế này là sạch sẽ đẹp đẽ rồi đấy ạ. Đấy, có lẽ là không cần phải dọn ạ. Cái động cơ này chắc là tôi để nguyên thôi, không cần phải dọn nữa ạ. Dọn dẹp vào nhiều không tốt ạ, chỉ có bẩn quá thì mới phải dọn thôi ạ. Như thế này là để được rồi đấy ạ. Đấy, động cơ rất là đẹp, sử dụng 11 năm rồi mà còn đẹp như này đấy ạ. Vì chiếc xe này chạy chuẩn 12 vạn km quý vị bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về phần nội thất, ngoại thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato 2011 này đấy ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán là 345 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.